Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Khanh Xe Tải của mình. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Thì hôm nay công ty của Khanh vừa về một con xe Isuzu QKR 270 có tải trọng là 2,4 tấn. Thì hôm nay Khanh sẽ báo giá về cái con xe QKR 270 và thùng kính giá hiện tại luôn nha anh em. Hiện tại là hôm nay là ngày 8 tháng 9 2020. Đó. Và cái con xe Isuzu QKR hiện tại đang có nhiều khuyến mãi, rất là nhiều khuyến mãi và cái số tiền mà trả trước cũng rất là ít. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua xe tải thì hãy tranh thủ trong khoảng thời gian này, thì mình hãy đầu tư một con xe tải với cái số tiền ngân hàng đang cho là trả trước chỉ hơn 100 triệu thôi. Đó, chỉ hơn 100 triệu là có thể lấy xe về chạy. Tại vì ngân hàng nó cũng tùy lúc nha anh em. Có lúc thì nó thiếu doanh số, nó dư tiền thì nó cho vay rất là dễ. Vay cao nữa, mà tới lúc mà nó bắt đầu nó tiền nó hết, nó bắt đầu hồ sơ nó nhiều lại rồi thì nó sẽ làm rất là khó, hồ sơ rất là khó mà vay thì cũng không được cao đâu. Nên là anh em nào đang có nhu cầu thì mình hãy cứ liên hệ cho Khanh liền để mà lấy con xe về chạy nha. Thì hiện tại con xe Isuzu 2,4 tấn này Khanh mới làm biển số, là biển số ở thành phố là biển số 50 nha anh em. Đó là biển số vàng luôn. Đây mình vừa quay cho anh em thì con Isuzu QKR 270 như anh em cũng biết thì nó sẽ chủ yếu là 3 tải trọng chính. Đây anh em cho anh em xem đây. Thì xét của xe là 2,8 tấn nha. Tổng trọng tải của xe là 4,990 để vào thành phố 24/24 nha. Còn tổng trọng tải khối lượng cho phép chở là 1,99 tấn. Thì nó có thêm phiên bản là 2,4 tấn và cũng như là 2,9 tấn. Đó, tùy theo anh em chọn cái phiên bản này nó phù hợp với cái nguồn hàng của mình. Thì cái con này là một tải trọng 1,99 tấn là mình qua cầu đường thì nó tính dưới cái xe là dưới 2 tấn, thì nhiều người ta thích hơn. Đó, thì nó quá 10% nó cũng được 200 kg, nó tổng là nó chở được 2,2 tấn đó. Đó nên là anh em vẫn thích cái chọn cái dòng 1,9 tấn hơn là 2,2 tấn hoặc là 2,9 tấn. Rồi về mặt trước thì xe phiên bản Isuzu 2020 nó hình như là nó không có thay đổi gì nhiều so với phiên bản 2019. Nó chỉ thay đổi anh em, nếu anh em nào để ý thì cái gương bên hông nó sẽ làm dài hơn. Đó, làm giảm cái điểm mù cho tài xế dễ quan sát hơn nha anh em. Anh em nhìn cái gương này nó làm cái chân ra dài hơn. Đó, cửa vẫn sử dụng là cái tay khóa truyền thống của Isuzu trước giờ nha, vẫn không thay đổi. Qua phần thùng xe thì con này nó đóng được rất là nhiều loại thùng nha, trên nền xe QKR 270 này. Thì thùng kính này, thùng bạc, thùng lửng, xe bồn, xe ben, xe ép rác, rất là nhiều loại. Anh em nào cần cái loại thùng nào nó thì cứ alo cho Khanh. Bây giờ Khanh sẽ quay phần lớp xe trước cho anh em xem cái lớp xe. Thì xe Isuzu QKR 270 sử dụng là lớp Yokohama, lớp thương hiệu của Nhật Bản luôn. Sử dụng là cơ lớp 715, trước sau bằng nhau nên là chúng ta chỉ có một cái lớp sơ cua ngay phía sau đây thôi. Đó. Khung gầm của xe rất là chắc chắn nha, sử dụng là hai bình ắc quy. Đây nó hơi nắng hơi chá anh em thông cảm cho Khanh nha. Đây, khung gầm rất là chắc chắn nè. Con Isuzu thì phiên bản 2020 á, nó là nâng cấp lên cái động cơ từ 2.771 thành 2.99 nha anh em, là như gần 3 chấm rồi. Nên là xe nó được cải thiện về cái sức mạnh rất là nhiều. Đây là cầu sau của xe. Cầu rất là lớn, con này chạy anh em rất là yên tâm mà chạy. Đây là phiên bản thùng kính. Thì hiện tại cái giá thùng kính này chỉ có hơn 530 triệu một con xe thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Khanh để biết chính thức cái giá mà chính xác nhất, cũng như là cái thủ tục mua. Đây con này thì đây là đóng cái sàn của nó là sàn dập sóng inox. Vách trong thì là bằng tôn kẽm thôi. Vách này là inox. Thì anh em nhìn đây là inox, là có máng thoát nước. Anh em nào chở như rau củ quả hay là mấy thủy hải sản đó, thì chúng ta thường dùng cái dập sóng này để cho nước nó thoát ra nha, không ứ động trên thùng xe làm cho mình hư hỏng hàng hóa của mình. Đây là bên trong thùng xe. Thì cái sàn này chúng ta có thể đóng thêm cái sàn, một là sàn phẳng hoặc là sàn dập lá me nữa nha anh em. Đó, đây là sàn sóng, tùy theo cái nguồn hàng của mỗi người thôi. Tức là chúng ta sẽ có cái lựa chọn riêng của mình. Thì anh em nào mà không biết thì cứ alo cho Khanh, thì Khanh sẽ tư vấn cho tất cả anh em nha. Thì xe nó có cửa hông, một cửa hông bên hông như thế này. Khanh mở cái cửa hông cho anh em xem. Đây, bên đây là cửa hông có rôn cao su hết luôn nha.
Đó, anh em giờ mua con xe thì chỉ còn trả trước hơn 100 triệu là mình có lấy được một con xe Isuzu chính hãng. Đó, còn chờ gì nữa không gọi cho Khanh nữa nha anh em. Và giá tiền thì hiện tại đang rất là nhiều khuyến mãi. Cái nào là khuyến mãi trước bạ, khuyến mãi ghế da, và nếu anh em nào may mắn thì sẽ chọn được cái con phiên bản Isuzu WKR phiên bản đặc biệt. Đây là cái dàn là mũ xe. Ghế trang bị là chúng ta là ghế nỉ ba chỗ ngồi nha. Nếu anh em nào mà không thích ghế nỉ thì bên Khanh sẽ tặng cho anh em là bộ ghế là bọc da luôn, bọc da lại hết. Còn như anh em nào may mắn thì bóc trúng cái con xe phiên bản đặc biệt 25 năm á, như Khanh cũng có làm mấy clip xe phiên bản đặc biệt 25 năm á, thì nó sẽ có ghế da sẵn cho xe, thì xe đó rất là đẹp, mà nó cũng người nào rất là may mắn mới mua được cái con xe đó nha anh em. Mình nộp hồ sơ vô thì nó theo thứ tự, nó sẽ cho từng người may mắn, người nào may mắn sẽ được con xe đó. Bây giờ Khanh sẽ qua bên tài cho anh em coi về phần đồng hồ. Thì mình cũng nói thêm là cái con Isuzu WKR phiên bản 2020 á, thì nó chỉ nâng cấp cái phần động cơ cũng như là cái gương thôi, chứ nó không có cái gì nhiều nha anh em. Còn trong bên trong nội thất của nó là không khác gì với cái phiên bản 2018, 19 gì cả. Đây anh em nhìn đồng hồ xe. Thì chúng ta thấy đây cái đồng hồ vòng tua máy này, đồng hồ km này, đồng hồ vòng tua máy này, xăng bị dầu này, và đồng hồ nhiệt độ cái nước. Chúng ta sẽ cũng có kính chỉnh điện. Khó nên bấm, chúng ta bấm nút này là bên phụ không thể mà bấm kính xuống nha. Đó. Cũng trang bị máy lạnh sẵn theo xe. Radio đạp êm, rắc cắm 3.5. Xe giờ phải có những cái rắc cắm 3.5 này nha anh em. Nó tiện lợi lắm. Chúng ta chỉ còn cắm cái dây này vô trực tiếp vào cái điện thoại ta là có thể phát nhạc nghe trực tiếp luôn, không cần làm nhiều cái mà rườm rà như USB phải cắm tải nhạc USB rồi cắm lên đây nha, nó lâu hơn. Đó, chúng ta sẽ có quạt này, máy lạnh này, lốc nóng lốc lạnh, hướng gió, để gió trong gió ngoài. Đó, cái nội thất của Isuzu thì nó rất là đơn giản, nó không như là cái dòng xe Hàn Quốc như là Hyundai hoặc là Daewoo nha, nhưng mà nó rất là bền. Đây là cái hộp số xe, còn số là 5 tiếng một lùi, sử dụng động cơ Isuzu là 2.99 là 3 chấm đó. Xe bây giờ nó chật quá, Khanh không chạy được cho anh em xem, chứ được thì Khanh chạy cũng chạy thử một đoạn cho anh em xem nghe tiếng máy. Giờ Khanh đề thử cho anh em nghe tiếng máy nha. Đó, Khanh đã nổ tiếng máy lên, anh em có nghe không ạ? Cũng rất là êm nha. Xe phiên bản 2020 thì cái tiếng máy nó đỡ róc hơn lúc trước rất là nhiều. Ra điện thì nó êm hơn, ra cơ rất là nhiều. Rồi, anh em nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ alo trực tiếp cho Khanh nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.